It's a beautiful sky. Và đây là Hằng sau một đêm vất vả. Hôm nay là ngày thứ hai mình ở Singapore. Như là sau một đêm ngủ vất vả. Thật ra lúc sáng kiểu mình dậy sớm lắm ấy, nhưng mà kiểu phải làm mặt lồng lộn để đi gặp vô. Bây giờ thì bọn mình sẽ trên đường bắt bớt đi ăn sáng. Sau đó thì sẽ đi Sapphire Coffee. Bugis hả? Bugis. Dạ, đây. Bọn mình đang tìm chỗ để ăn sáng, là một cái nhà giống như là bán bánh. No, not Starbucks. Ở đây thì là khu Bugis Junction. Dạ, nhìn ở bên ngoài nè, đẹp lắm luôn ý. Kiểu cái cấu trúc nhà của nó thiết kế như kiểu xinh lắm ý. Nó cứ cổ cổ nhưng mà kiểu kết hợp với hiện đại với lại cổ xưa. Bây giờ mình mới hàng như kiểu Lost in City luôn ấy. Nên tóc tai kìa. Nè, đây là cái chỗ mà bọn mình muốn đến ăn sáng. Yeah. À, bây giờ thì bọn mình đang đứng để chọn thực đơn cho cái phần ăn, thì bọn mình đã chọn set A với set C. Set A với set B chứ. Đồ ăn mang ra rồi đây, thì của Hằng á, thì Hằng gọi, của Hằng gọi set A thì sẽ bao gồm một cái bánh nướng, một cái trứng này với lại một chai nước. Còn mình á thì mình chọn một cái muesli trứng với lại một cái như kiểu là bánh hấp. Mình cũng không biết là thế nào nữa, để ăn thử cái đó. Hơi nhiều ấy. Hơi nhiều. Có chút bồi xôi chạm môi anh rồi. Thì đây là mình phát hiện là ở trong đây nó có thêm một cái nhân gì nữa nè. Hơi ngọt đấy. Ăn đi. Ngon. Hơi ngọt đúng không? Ồ. Nè, nhưng mà trong đây kiểu như là nó có làm thêm một cái nhân nữa. Đó. Tèn tèn. Bây giờ thì bọn mình đang đi tới Selfie Coffee, nhưng mà như kiểu tìm đường nãy giờ luôn ấy, vẫn không biết đường tới. Và đằng kia kìa, ở phía xa xa có một cái tòa nhà Ai Cập kìa. Bây giờ bọn mình đang trong con đường Selfie Coffee. Hình như kiểu bọn mình đến sớm quá ấy, cho nên chưa quán nào mở cửa. Đây là con đường. Ôi, mình thích cái phố này kinh khủng ấy, như kiểu là cái thiết kế của nó cũng thiết kế cũng đẹp nữa. Ở đây là tiệm bán nước nè. Cái chỗ mà mình muốn đến, nhưng mà 12 giờ mới mở cửa lần, cho nên kiểu chắc không có duyên rồi. Thôi để lần sau rồi. Ở đây nè thì cũng có mấy cái chỗ mà vẽ graffiti nhớ Úc ấy. Đẹp khủng khiếp đi. Xin rồi. I'm missing your face.
Bây giờ ấy, thì vì bọn mình đi chợ selfie coffee nhưng mà đóng cửa rồi nên bây giờ bọn mình quyết định là sẽ đi Marina Bay luôn. Ốc. Bây giờ thì sẽ đi trên đường đi sang MRT để đi Marina Bay. Đây, Bugis MRT. But I know you just at home and go to work. So actually, wanna say that's why I will go with you anyway. But this day only. Tomorrow I go to Wake. Yeah, tomorrow. I don't know. But anyway, come to Singapore. Yeah. 要赶搭东西线列车的乘客，请使用车站大堂的通道。好，我们。Bây giờ thì bọn mình sẽ bắt line màu xanh dương, Downtown Line, rồi đi đến chuyển sang line màu vàng và sau đó thì đổi tầm khoảng như là 2 chuyến nữa thì sẽ tới Manila Bay. Yeah, here. Mình sẽ chuyển sang cái line vàng của Bay Phone thì sẽ đi đến một chuyến thẳng đến Marina Bay luôn. Bây giờ thì bọn mình đang trên đường đến Marina Bay. Ôi. Con người chụp hình không có tâm đang đi ở trước. Đó, cái tòa nhà mà chiếc thuyền bên kia là Marina Bay đó. Bây giờ thì bọn mình đang đi qua đó. Nhưng mà trời ơi, trời bên đây kiểu nắng khủng khiếp luôn ý. Mà như kiểu là tại vì ở Úc ý, thì đang là ở chỗ mình ở á, thì giống như là chỉ có 9 độ thôi. Xong mà quất một phát qua bên đây kiểu 30 mấy độ. Đau đầu quá. Úc trời không xịn. Trời thì rất đẹp nhưng mà trời thật chất là rất là nắng luôn ấy. Nắng không chịu được. Bây giờ phải đi một đoạn xa là xa để qua bên được bên cái tòa nhà bên kia. Quả mặt khi được trang điểm lồng lộn và bây giờ xấu như một con ma vậy. Làm kiểu lost in CD ấy. Không mở mắt lên nổi. Bây giờ thì mình đang ở trong phía của Marina Bay luôn. Thì ôi không thấy xa đó là có con Merlion đó, con sư tử đó, thằng tuốt ngoài kia kìa đó, tèn tèn. Xong rồi có nhà hát sầu riêng nè, rồi cái kia thì mình không biết là gì nữa, mình quên mất rồi. Có mấy cái tòa nhà kiểu đẹp ơi là đẹp, rồi Marina Bay Hotel, rồi mấy cái tòa nhà. Wow, khủng khiếp đi. Wow, trời hôm nay thì vừa xanh mà vừa đẹp ý, nhưng mà như kiểu là nắng quá. Và đó, mọi người thấy không, Hằng kiểu như là cô gái miễn nhiễm với nắng thì như kiểu là nhà đẹp kinh khủng đi. Mình sẽ đi vào cái shopping mall của Marina Bay. Bây giờ thì mình đã ở trong Marina Bay shopping mall rồi. Đây là tiệm bánh của Golden Ramsay nè. Bây giờ thì mình với Hằng kiểu đang tính là đi kiếm chỗ nào đó ngồi để chắc là đợi Tố Anh tới, hoặc là mình thì muốn đi cái museum nhưng mà tại vì nắng quá cho nên là cũng không biết sao nữa. Nhưng mà mình nghĩ là chắc phải chọn một vòng coi trong đây có cái gì không.
Rồi, để đợi Tú Anh đến luôn. Bây giờ thì bọn mình đâu không biết là nên đi đâu, cho nên là cứ đang đứng ở đây thôi. Mình đang ở trong Bath Body Works. Để mình kể cho nghe một câu chuyện rất vuông góc của cuộc đời mình. Là như hôm nay như kiểu nóng có mất não rồi sao ấy. Là lúc nãy á, kiểu như là mình vào Sephora, nhưng mà tại vì cái lớp mà makeup trên mặt của mình ấy như kiểu là nóng quá nên nó bị chảy ra, cho nên lúc đó thì mình mới vào Sephora để như kiểu như là để giống như là kiếm tẩy trang để tẩy á. Nhưng mà mới lấy nhầm cái tẩy trang cho cọ xong rồi làm sao cái mặt bây giờ nè, như kiểu mắt đen thui luôn và cái kính lớp tròng cũng bị lệch ra luôn ấy, cho nên mình tháo ra và bây giờ mình nhìn cho mình như một con điên ấy. Trời ơi, đúng là một câu chuyện mà không bao giờ quên. Ôi thằng ơi, tay sách tập men thật sự kiểu. Thank you. Thank you.